Chào mừng các bạn đến với kênh Tấp Hàng Tuần. Hôm nay thì Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn trang trí bánh rau câu sinh nhật 4D với kiểu mẫu đơn giản nhất dành cho những bạn mới tập làm. Và hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị một khuôn viền, một que ghim hình cô gái và cuối cùng là gọng đường này. Đơn giản quá phải không? Và bây giờ chúng ta hãy cùng rửa tay thật sạch và thang mây vào bếp nhé.